Năm nay gần 60 tuổi, ông Ai Min Liu hàng ngày vẫn giao từ 30 đến 40 suất đồ ăn khắp khu vực Manhattan bằng xe đạp điện. Chân tôi đau, không đi xe đạp thường được, đau chân lắm. Khớp xương cả hai bên đều đau nhức. Nếu không có chiếc xe đạp điện, một loại xe mua thì được nhưng bị cấm sử dụng tại New York, ông Liu có thể sẽ kiệt sức hoặc cùng lắm chỉ giao được một nửa số đơn hàng mỗi ngày. Rất nhiều nhân viên giao hàng tại New York là người nhập cư gốc Hoa, tuổi từ 50 đến 60. Công việc của họ đòi hỏi tính hiệu quả và phải làm việc trong nhiều giờ mới mong đủ sống, và còn phụ thuộc rất nhiều vào tiền quà. Thỉnh thoảng chúng tôi phải đưa đồ đến những nơi rất xa. Nếu đi chậm thì khách sẽ không vui, họ sẽ không mua và đòi lại tiền. Rồi khi quay về tiệm, chúng tôi sẽ bị chủ mắng. Năm ngoái, thị trưởng thành phố cùng sở cảnh sát loan báo áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm buộc những người đi xe đạp điện cũng như các nhà hàng phải chịu trách nhiệm, viện dẫn những yếu tố nguy hiểm khi dùng xe đạp điện trên đường và trên vỉa hè. Cứ mỗi lần giao hàng bằng xe điện, những nhân viên này có thể bị thu xe và bị phạt tới $500. Nếu bị bắt thì chúng tôi sẽ phải nghỉ từ 4 đến 5 ngày, cộng với tiền phạt tối đa là $500. Tổng cộng thì chúng tôi có thể bị thiệt hại hơn $1,000. Chấn dẹp kiểu này đẩy những người giao hàng đến chỗ mất việc, làm bần cùng hóa một cộng đồng vốn đã quá nghèo khó. Dolly, một người cổ suý dự án xe đạp công cộng, phản bác ý kiến cho rằng xe đạp điện không an toàn. Chủ yếu phàn nàn là từ những người đặc quyền, giàu có nhắm vào các lao động nhập cư nghèo, những người không thạo tiếng Anh, nhận những đồng lương bèo bọt. Những người này không có khả năng tài chính, cũng như ảnh hưởng chính trị để đấu lại. Xe đạp điện thông thường có thể đạt vận tốc 32 km/h, một vận tốc có thể gây nguy hiểm khiến nhiều cư dân New York quan ngại. Họ không bao giờ chờ đèn đỏ, và thích đi kiểu gì thì đi. Tôi rất thông cảm với họ, những người làm việc vất vả hết năng suất, nhưng họ cần ý thức và để ý hơn đến những người khách bộ hành. Li Chang Liu, người làm 5 đến 6 ca, mỗi ca kéo dài 12 tiếng hàng tuần để kiếm tiền nuôi thân và cả mẹ già bên Trung Quốc, nói anh không biết sẽ còn làm nghề này được bao lâu nữa. Nhưng là một thành viên của công đoàn nhân viên giao hàng thành phố New York, anh thấy cần phải đứng lên tranh đấu.